Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện. Các bạn thân mến, ngày xưa các cụ nhà mình có một cái câu nói rất là hay, đó là nghề chơi nó nắm công phu. Và đúng như vậy, nếu những ai đã sưu tầm, đam mê sưu tầm đồ gỗ thì chắc chắn các bạn ngoài những cái bộ sưu tập về các tác phẩm đồ gỗ mà khả mộc xà cừ thì sẽ là thiếu sót nếu mà không có những cái tác phẩm đồ gỗ theo nối chạm khắc, đặc biệt là những cái nối chạm khắc kênh bông. Và hôm nay Đồ Gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện sẽ gửi tới quý vị và các bạn, những người đam mê đồ gỗ, đặc biệt là đồ gỗ theo nối chạm khắc thủ công, kênh bông, một bộ tranh tứ quý gồm 4 tấm. Bộ tranh này thì tôi xin nói tổng quát về bộ tranh này. Bộ tranh này gồm 4 tấm, kích thước mỗi tấm là rộng 34cm, chiều cao là 1m17, độ dày của mỗi tấm khoảng tầm 5cm. Và nhiều bạn khi xem bộ tranh này sẽ đặt ra một câu hỏi là những cái đường nét chạm khắc như thế này, cầu kỳ như thế này, là nguyên từ một miếng gỗ họ chạm khắc hay là người ta chạm bên ngoài rồi người ta dán vào. Câu trả lời chính xác với các bạn đó là những người thợ thủ công của chúng tôi đã rất là cầu kỳ tỉ mỉ. Họ lấy một miếng gỗ dày độ khoảng tầm 5.5 đến 6 phân, sau đó người ta chạm khắc nguyên khối lên, không phải là dán lên. Nếu dán lên thì sau một thời gian các bạn chơi, theo năm tháng thời gian nó sẽ bị bong ra. Còn đây là gỗ họ đục từ một miếng gỗ nguyên khối đục lên, cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Bộ tranh này gồm 4 tấm với 4 cảnh, đó là tùng, cúc và sen mai, tượng trưng cho 4 mùa trong năm, đó là xuân, hạ, thu, đông. Những cái tác phẩm chạm, những cái bộ tranh 4 mùa có nhiều cách thể hiện. Có thể là các bạn đã xem những cái bộ tranh trước đây tôi đăng tải lên mạng, có thể là tranh cảm ốc, tranh thêu, tranh sơn mài. Và hôm nay trên hình ảnh các bạn đang xem đó là tranh chạm khắc nổi. Và trong những cái bộ tứ bình này thì trước ngày xưa người ta phân định thời kỳ phong kiến, người ta sẽ phân định ra là tranh tứ bình và tranh tứ quý đều là những cái bộ tranh 4 tấm cả. Nhưng mà thường những cái dòng tranh tứ bình thì là dành cho quan lại chơi. Trong quan niệm của người xưa thì cây khi mà được trồng trong chậu, hoa được cắm trong bình thì thường dành cho những nơi cao sang, quyền quý. Còn ví dụ như là các bạn để ý những cái bộ tranh tứ quý, thường thì tứ quý tức là cũng là 4 cảnh như thế này, nhưng mà cây mọc từ dưới đất mọc lên thì thường cái đấy dành cho dân dã. Đó là quan niệm của người xưa. Còn thời nay thì hầu như không còn quan niệm như vậy nữa. Tranh tứ bình hay là tranh tứ quý, quan trọng là đẹp thì ai chơi cũng được. Còn xưa kia thì các bạn sẽ thấy là trong những phủ quan hoặc là trong cung đình của nhà vua thì thường có những cái bộ tranh tứ bình như thế này. Cái thắc mắc thứ hai mà thường mọi người hay thắc mắc khi chơi tranh này, các bạn để ý là có những cái bộ tranh tứ quý tứ bình cảnh nó là tùng cúc trúc mai, có những cái bộ tranh như bộ này là sen mai cúc tùng, cũng có những cái bộ là
Mai Nan Cúc Trúc. Tại sao vẫn gọi là tứ quý, tứ bình? Bởi vì là trong bộ tứ bình, tứ quý thì nó có chia làm nhiều loại, nhưng mà quy tụ lại thì bốn cây đó phải đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Có thể thường thường thì cây tùng nó cố định trong các bộ, và tùng mai là những cái cây cố định trong các bộ tranh tứ bình tứ quý. Còn người ta có thể đổi cây trúc hoặc là cây cúc hoặc là cây sen hoặc là cây lan đi, nhưng mà nó đều là những cái cây đặc trưng cho bốn mùa. Và trên hình ảnh các bạn đang xem là một cảnh trong trong bộ tứ bình. Đây là cây mai. Cây mai được cắm vào một cái nục bình với những cái đường nét chạm khắc kênh bong rất là cầu kỳ và tinh xảo. Người ta, những người thợ thủ công, người ta đã rất là khéo léo, người ta đục, dùng những cái đục nhỏ, người ta đục thành nhiều lớp. Một lát nữa tôi sẽ quay chi tiết từng tấm để các bạn xem cụ thể. Những cái bộ tranh như thế này các bạn có thể treo trang trí ở phòng khách, ở phòng thờ hoặc phòng làm việc đều được, vì đây là tranh tứ quý rất là dễ chơi. Cảnh tứ quý này các bạn có thể gặp trên rất nhiều chất liệu, cũng có thể là đồ gốm sứ, có đồ gốm sứ người ta vẽ lên, hoặc các bạn cũng có thể gặp cái bộ tứ quý trong những cái ô đục trạng trên những cái cánh cửa của những ngôi nhà xưa, những cái phù điêu họa tiết về bốn mùa có thể trên những cái cửa, cái vách tường ở những cái ngôi nhà cổ xưa. Và thời nay người ta vẫn chạm khắc những cái bộ tứ quý trên những cái cánh cửa hoặc là trên những cái vách tường, vách ngăn. Và đây tôi quay chi tiết cho các bạn tấm tranh chạm khắc kênh bong. Đây là cây tùng, tùng sen lẫn cây cúc. Theo quan niệm của người phương Đông thì cây tùng nó tượng trưng cho trường thọ, một sức sống bền bỉ theo thời gian. Và tượng trưng cho bản lĩnh khí phách của những cái trang Nam Tử Hán ngày xưa. Các bạn thấy những cái nét kênh bong rất là khéo léo. Ngoài thực tế nhìn rất là sinh động, các bạn thấy tôi đã lấy những cái ngón tay tôi có thể xuyên qua được. Nhìn như thế này thôi nhưng mà không có dễ gãy đâu các bạn ạ. Đó, các bạn thấy rất là tài tình. Cái đường nét người ta vét bên trong bên ngoài rất là kỹ để hoàn thiện ra những cái bộ tranh như thế này. Nếu mà chạm khắc thủ công tay thì mất rất nhiều thời gian. Nếu một người làm ròng rã, tôi nghĩ rằng là tầm khoảng 3 tháng thì mới hoàn thành được một bộ tranh như thế này. Thực ra đây là những cái mẫu cổ mà những cái người nghệ nhân họ vẽ, họ lấy lại những cái mẫu cổ họ làm, cho nên là cái bố cục rất là hài hòa và cân đối. Các bạn để ý những cái nét chạm khắc thủ công tay, cho nên là không có nét nào giống nét nào. Những cái gân, đường gân lá cây thì nó nhìn rất là tự nhiên và không có nét nào giống nét nào cả.
nó khác xa vì những cái tác phẩm mà chạm bằng máy bây giờ. Thường chạm bằng máy thì người ta không thể móc được kênh bong như thế này, và đường nét thường thì nó sẽ rất là thô, bởi thô cứng bởi vì nó sẽ đều đều giống nhau. Còn những cái tác phẩm chạm khắc bằng tay như thế này thì nó có cái sự sinh động cuốn hút riêng của nó. Nếu các bạn tìm hiểu và có đam mê sâu về những cái tác phẩm nghệ thuật mà chạm khắc bằng thủ công tay, các bạn sẽ thấy rất rõ điều này. Các bạn thấy người ta làm rất cầu kỳ không ạ? Một cái thân nhỏ, nhỏ hơn cái ngón tay, thân nuồn như thế, mềm mại như thế, thế mà không gãy, thế mới tài tình. Và hầu như thời điểm này đến bây giờ, những cái người thợ thủ công mà chạm khắc như thế này còn rất là ít. Thay vào đó thì người ta có máy móc hỗ trợ, cho nên là những cái tác phẩm chạm khắc thủ công như thế này thì không còn nhiều trên thị trường. Cái này là đục đến hai lớp đấy các bạn, lớp trong lớp ngoài. Và đây trên hình ảnh các bạn đang xem đó là hình ảnh chi tiết bức tranh khắc họa cảnh là cây cúc, hoa cúc. Và xin khẳng định với các bạn đó là tất cả đều được chạm khắc nành nguyên khối, chỉ có phần rời là phần khung xung quanh là rời. Tại sao người ta không làm khung niền vào tấm gỗ? Khung niền thì cũng làm rất là dễ thôi, nhưng mà nếu các bạn tưởng tượng, nếu các bạn làm khung niền thì khi cái tấm gỗ mà nó bị cong lên, nó sẽ không có theo thớ gỗ, đều một thớ gỗ thì nó sẽ bị cong lên, cho nên là các bạn phải có cái sự đảo về thớ gỗ. Các bạn để ý hai thanh ở trên đầu và dưới là hai thanh ngang đó, người ta sẽ đảo chiều thớ gỗ để không bị cong. Còn nếu mà làm nguyên một tấm niền cả khung thì rất đơn giản thôi, nhưng nó sẽ không đảm bảo cho các bạn về yếu tố cong vênh theo thời gian. Còn ví dụ khi các bạn ghép khung bên ngoài vào thì thứ nhất là tính mỹ thuật nó cao, thứ hai là đảm bảo cái độ không bị cong vênh theo thời gian. Thường cây hoa cúc này nó sẽ đại diện cho mùa thu, tượng trưng cho mùa thu. Về đề tài tranh tứ bình bốn mùa như thế này, tôi nhớ Thi Nhân Sư có một cái bài thơ rất là hay, và sau này cũng gặp trên rất nhiều cái bộ tranh tứ bình tứ quý. Thường thường người ta sẽ khắc mỗi tấm một câu thơ và gộp lại sẽ thành một bài thơ rất là hay. Tôi không nhớ tiêu đề của bài là gì, nhưng mà tôi xin đọc mấy câu trong bài đó để các bạn cùng thưởng lãm tham khảo. Đó là: xuân thiên mai nhụy phô thanh bạch, hạ nhật hồng hoa đấu xảo kỳ, cúc ngạo thu tình hương vạn lộc, tùng năng đông tuyết ngọc thiên chi. Có thể dịch nghĩa nôm na là như thế này: mùa xuân thì hoa mai phô nhụy trong trắng, mùa hạ hoa hồng khoe sắc
thắm tươi. Còn mùa thu, cúc tỏa hương thơm ngan ngát. Mùa đông thì ngàn cây tùng phủ tuyết như ngọc. Có thể dịch thơ thành một bài thơ như thế này: trời xuân mai trắng khoe thanh bạch, lực thắm hầm hoa dục hạ sang. Ngạo nghễ thu tình hương ngan ngát, đông về ngàn tuyết ngọc ôm cành. Phải nói là thi nhân xưa đã có những cái câu thơ rất là hay để đời cho chúng ta tới bây giờ. Và đây các bạn thấy trên hình ảnh đó là một tấm tranh khắc họa hình cây sen, một cái chậu sen vươn lên trời để tỏa hương thơm ngát. Sen thì tượng trưng cho mùa hạ, cho cái sự trong trắng thanh cao. Ngày xưa các cụ cũng có một cái câu là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại thêm nhụy vàng. Và gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn, để thể hiện cái sự thanh cao trong trắng thuần khiết của hoa sen. Một bộ tranh như thế này mà được treo trong nhà thì các bạn cảm thấy, nếu các bạn nhìn vào một ngôi nhà mà gia chủ treo một bộ tranh như thế này thì các bạn sẽ có ấn tượng như thế nào ạ? Đó là một sự tinh tế, theo tôi đó là một sự tinh tế, rất là tinh tế, thể hiện được cái sự tinh tế và thanh cao của gia chủ. Và thường trong những cái bộ tứ bình này, các bạn để ý, thường nó sẽ có một, theo đó là một bộ cổ đồ thư. Cổ đồ thư đó là gì? Nó sẽ có thứ nhất là nghiêm mực, thứ hai là bút viết, cái bút và những cái cuộn giấy để người xưa vẽ tranh làm thơ. Đó là những cái thú chơi, thú vui tao nhã của những cái bậc hiền tài ngày xưa. Và đây là hình ảnh cây hoa mai. Mai tượng trưng cho sự may mắn, nó báo hiệu mùa xuân đã về, khởi đầu của một năm. Người dân Nam Bộ thì rất là thích chơi cây mai, vì trong âm hưởng của người Nam Bộ thì mai là nó đến, mai là nó đến Tết, đến xuân về. Những cái đường nét, nhìn những đường nét này thì phải nói là rất là thán phục cái tài hoa của những người thợ thủ công. Và hầu như bây giờ, thời điểm bây giờ, những cái người nghệ nhân mà làm được như thế này còn rất là ít. Các bạn thấy, thường thường là các bạn sẽ thấy ở khu vực miền Trung có Huế thì sẽ còn một vài nghệ nhân có khả năng chạm khắc được những cái đường nét tinh tế như thế này, cầu kỳ như thế này. Và ở khu vực Bắc Bộ thì cũng còn lại một số ít những nghệ nhân
làm được như thế này. Hầu như những lớp trẻ bây giờ thì không theo nghiệp này nữa. Cảm giác những cái bông hoa mai nó sinh động. Nó sinh động và có hồn hơn cả những cái bông hoa mai thật. Các bạn để ý đây, bên cạnh những cái hoa mai thì xen vào đó cũng có những cái cành hồng rất là sinh động. Và hiện tại sản phẩm này thì đang được trưng bày tại đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện, địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm này chúng tôi bán và bảo hành trên toàn quốc. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline là 0913 101976 để được tư vấn. Các bạn có thể truy cập vào website là đồgỗđứcthiện.vn để cập nhật sớm nhất, xem những hình chi tiết nhất về bộ tranh tứ bình này. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới để liên tục cập nhật sớm nhất những video, những sản phẩm mới nhất của đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện. Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn sớm sưu tầm được nhiều món đồ đẹp ưng ý để trưng bày cho không gian, làm đẹp cho không gian nhà bạn. Trân trọng cảm ơn.